Chúc chúc cả nhà ngon miệng. Chúc cả nhà ngon miệng. Giờ ăn dữ không hả? Bà nội ơi, ở đây có nhiều các bạn đang xem YouTube của chúng con. Con nghĩ là các bạn muốn nghe tâm sức của bà nội. Lần đầu tiên quay phim. Anh nói là đây là lần đầu tiên nội quay video. Ảnh hỏi nội là nói cảm xúc của nội cho cả nhà cùng nghe. Cảm xúc của nội gì vậy? Trời ơi, nói gì bệnh chết luôn, bệnh hoài vậy, mới làm sao chết rồi nè. Giờ mình muốn sao mà bước qua năm nay cho nó hết bệnh rồi mà mừng. Dạ. Sống một ít tuổi nữa. Dạ. Mất được không nè? Được mà. Em thấy cháu rồi thử coi. Dạ. Bà nội nói vậy em hiểu không? Không hiểu. Không hiểu. Thêm một chút. The grandma said. So he want a new year, have happy life and can live for a long time to see our baby and brother baby too. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn bà. Để sống năm nữa rằng thấy cháu. Dạ. Thấy còn sao đó, ta hình tượng á. Là dạ. Chắc nữa nó giống chồng con. Dạ. Như vậy. Dạ. Được bà nội ơi. Nói đi nói bà nội ước vậy đó. Ước con baby á. Con nói anh rồi. Chúc he vô. Cảm ơn bà. Chúc bà nội sức khỏe. Chúc bà nội sức khỏe. Chúc bà nội sức khỏe và 1000 năm hạnh phúc. Không phải là 100 năm hạnh phúc, 1000 năm hạnh phúc nè. Một ngàn năm, cái này 80 rồi. Láng dữ là mình láng dữ là 5 năm nữa thì có được không thôi chứ đâu có dữ rồi. Được bà nói không? 85 tuổi. 1000 năm hạnh phúc ghê lắm. Hôm nay mình quay phim với Út với nội với Suka. Các bạn, Suka là cháu mình. Này cô. Suka ơi nha. Hay đi. Chào cho các bạn đi. Sai lắm. Sai quá. Ngày quá. Thôi bây giờ mình ăn. Đây nè thịt rồi. Đây nè, miếng thịt nãy rồi. Đi nè. Sáng đó ông nội lấy cát sắt đó. Nè, ăn thì nổi. Bỉ ăn thì nổi. Cô ba vô ao ăn gì? Ăn miếng bánh tráng này về. Trời ơi. Bị cô ba ăn tim có lá hơi uống sữa rồi đi giờ không có gì vậy. Cắt dạ. Cho con dâu. Nóng lắm nha. Trời ơi. Giờ con kia ba cắt cho con hả? Đúng rồi, con như bà có vậy đó. Nhưng mà trời. Con trẻ mà cố. Răng rụng hay gì chú ta? Răng con rụng hả? Không, cái gì hay vậy? À, đã biết là con nó có đũa cho nên con ăn. À vậy hả? Rồi ăn đũa hả? Nãy giờ bố cũng đưa cho cháu cho bố. Đúng rồi. Đúng rồi. Con mày không con? Con mày này không? Thì ba cắt cho con. Vô bô. Is it okay? Okay. Nè chấm thế này nè. Không gừng ăn được không? Dạ được. Anh thái lắm nội. Các bạn biết mình với anh Huynh về Úc chừa cho miếng mảng cầu rồi các bạn. Mảng cầu ngon lắm. Cảm ơn cô Biêu. Mảng cầu má ăn được không? Dạ được. Ngon lắm, bổ lắm. Thửi cái hộp cho anh ăn được rồi nè. Dạ nó ăn đâu được chưa? Không được. Con có thể ăn được. Ảnh cái gì ảnh cũng ăn được hết rồi. Ảnh ăn được. Ngày mai hái ra muốn xào tỏi. Cho mọi người ăn. Ngon á. Ngon á. Vô bô. Út muốn hái ra muốn xào tỏi cho anh kìa. Cái gì? Rau muống là gì ta? Rau muống là cái đó có muốn á. Glory morning phải không? À cái đó. Dạ. Út muốn làm món đó cho anh ăn kìa. Cái hũ bao xà trứng. Ủa sao không biết vậy? Sáng biết. Cái gì chứ? Cái gì xà trứng? Hũ ba. Cái gì? Mà biết không? Bữa lên thành phố Hồ Chí Minh á, còn ra cái quán đó cho anh ăn món ăn dân dã. Tại vì đợt đó là con mới đi Đà Nẵng về con thèm đồ ăn nhà quá trời luôn. Cái ghé đó ăn rau muống xào tỏi. Với hủ qua xào trứng. Ngon quá chừng luôn mà. Anh thích. Anh rồi thích. Mình xào xong một cái chút còn dịch lên á. Dạ. Đúng rồi. Cái này lát bắt lên đi kiếm hành nha. Người ăn lỏng hết rồi không? Ôi cháu ngon quá. Cảm ơn mẹ. Ngon luôn. Dạ ngon lắm. Mẹ con cắm này ăn chưa? Anh nghĩ là mẹ nào ăn ngon nhất.
Ngon ngon nhân như phô mười đi quốc su. À các bạn còn biết sao không? Mẹ biết anh nói gì không? Nói anh nói á, dạ, anh nói mẹ nó ăn ngon, giống như cái quán mà phở mười Lý Quốc Sư là cái món đó ở Hà Nội á, nổi tiếng là nấu ăn ngon luôn á, cái quán phở đó là quán phở nổi tiếng luôn á. Dạ, và cho con phở mười Lý Quốc Sư là món Việt Nam ngon nhất ở Việt Nam, xem cái của mình giống nhau mẹ, thành luôn. Mẹ là số một. Đúng rồi, số một. Tin được không trời ơi? Tin được không? Tin được không? Ngon ngủ. Đi là đi cắt chỗ ăn đủ số các món á. Dạ, con ảnh đi qua Hà Nội rồi ăn được nhiều món lắm. Mà đặc biệt cái nội ở Hà Nội á bán nhiều món ăn ngon cực kỳ luôn rồi. À, bún đậu mắm tôm, chả bún chả, phở, rồi phở thì có phở bò, phở gà, rồi món gì ở Hà Nội nữa ta, chả cá, rồi bánh nóng, bánh cuốn gì đó, bánh cuốn gì nữa, nhiều lắm mà con với anh Huân chưa ăn hết, rồi bún Nam Bộ nữa, bún bò, y như bún xào của mình nữa. Nhưng mà có cái á là ở Hà Nội á nhiều món quá, hai đứa ra ngoài ăn nhiều quá cho nên là bị mập. Đúng rồi. Vậy là ở Hà Nội ăn ngon hơn cái chỗ gì mà đi hôm rồi tải sâu á. À, Hội An. À, nội hỏi anh chứ ở Hà Nội á món ăn ngon hơn ở Hội An không? Con nghĩ là món ăn ở Hà Nội là ngon nhất ở Việt Nam luôn á. Ở Việt Nam. Ở Hà Nội là món ăn ngon nhất luôn rồi. Bán giá cả cũng trung bình không? Giá cả cũng phải chăng lắm rồi. Cái gì đâu? Nó gà nó cắn cuốn vô là cả. Đúng không? Con thịt nó không? Ok, ăn thịt luôn không? Con cắn không? Được rồi. Ngon ha. Ngon. Hôm bữa đi sao bà? Nó làm hàng qua rồi. Mà nó không đụng tới cái máng, không được cái bệnh đụng tới cột còn lớn. Cho nó không chịu gì ra, bắt làm lại đó. Nó phúc lên đó. Nó không đụng sợi dột, mưa dột, mất đau nữa. Dạ. Mà khúc vậy coi đẹp, cũng phải nó đưa ra ngoài kiểm hay nhiều quá. Dạ. Rồi xấu mới coi ở nhà, cứ xui rồi. Dạ. Đưa ra chút thì coi được. Dạ. Ừ. Để em làm không? Để anh làm. Tôi vô tục lắm mà. Cho cô ba mất cái chảo rồi. Cho cô ba chả mừng quá. Chả nướng không? Dạ. Mà không biết mày để cho ai mà ta cho mẹ rồi. Con... mấy anh chị á nội kêu con bán quá trời luôn. Nhưng mà bây giờ có hai cái để dành đem về cho cô ba với lại cho dì mười. Mỗi người một cái nướng thịt ăn á nội. Ngon. Dạ. Đó thì con để dành hai cái đó. Rồi con nói với mấy chị với lại giờ con mới nhập về bán nữa. Kêu mấy chị lên trang Lazada, trang mạng ở trên mạng á nội mua. Tại vì bán á mà con không ở đây nè. Rồi đâu có ai mà gửi đồ gì được đâu. Đó. Cái chảo đó mọi người thích lắm rồi. Ôi, cô ba mừng dữ. Nó cô ba mày mừng quá. Nó trời ơi, thấy vợ chồng mày nướng ăn thấy thèm quá. Vừa đang bắt ba bắt trước bánh nướng ba. Cô ba chắc nướng đậu hũ với rồi. Mình nướng đậu hũ. Cô ba ăn chay. Cô ba ăn chay. Cô ba ăn chay nè. Anh nhớ cô ba không? Cô ba Sài Gòn á. Mai ăn á, mai ăn. Cô ba làm. She out a real meat and eat. She really like the kitchen flower. So she wanna out she wanna buy. But I bring two kitchen flower come here and give for her one. Okay. And she really like it. Give already. So she really like it luôn. Okay. And but she
vegetarian. À, vegetarian. I said with the grandmom, my aunt will review tofu, vegetable, đúng rồi, mushroom. Nướng tofu cũng ngon, tofu nướng cũng ngon. Mm. Nãy giờ con dịch cho anh nói nội, không nói dịch gì, tao biết gì mà nói tại. Con nói á, con đem cái chảo nướng về tặng cho cô ba. Mà cô ba ăn chay á, thì cô ba nướng đậu hũ với lại nấm hay gì đó nội. Bữa 30. Vậy đi bánh bao lâu cái gì đây? 29 Tết con, chiều 29 Tết con đi. Rồi con đi sang bển là sáng ngày 30 á, con lên máy bay bay bển. Thì trưa 30 đó con tới nội. Rồi ở chơi chừng nửa tháng. Tới đám cưới anh hai con về. Là cả 15 á. Dạ. Đó đó đó. Ngon quá mẹ ơi. Nhìn như rằm về là có mấy ngày nữa tám cưới rồi. Dạ. Cha ơi, cha con ăn. Cắt đi con. Dạ. Ê, tôi thiện mua lửa cắt đây nè. Ừ. Chưa không? Chưa không? Lửa lớn á. Cái gì hao cắt á. Được lúc nó bốn ngại vậy. Nha. Buồn quá. Nói. Đám cưới anh hai á, ở đám cưới con anh hai làm quá trời luôn. Đám cưới con với anh Huỳnh về có 4 bữa. Thì bỏ lại. Nội nói á, là đám cưới của anh hai á, em và anh come here before only 4 days. Đúng không? Too late ha. Hoàng nó thấy cổng nó chịu, bữa con chính đi đây nó chụp hình gì cảnh cho nó coi. Dạ. Hỏi muốn đầu gần nữa nó qua năm nó cưới con nó muốn. Dạ. Là đám cưới anh Khoa gì nè. Con thêm không? Thêm cháo không? Thêm thịt không? Con ăn gì có một cục vậy? Ngày 24 ha. Đám cưới. Nói thêm thịt nơi. Còn đây nè. Thịt nhiều lắm nè. Còn nè. Xong rồi nó tính về sớm rồi nó đi. Ai về trễ. Đi về cũng dỗ trận lắm. À. Nó cứ không có mời nó muốn đi. Dạ hả? Hoàng á. Dạ. Phá thời kỳ này chị kiệm hai mày mời nó đi. Đặng năm cứ còn nó mời mình. Dạ. Mình đi tới vui. Dạ. Ủa sao cháu không mời ta? Không biết. Tính ra chắc thấy xa xôi ha. Với lại cổ cũng không còn ở đây á. Cũng khó. Vì nữa nó nghe lắm. Cứ vợ con nó chắc có thể về đây về trong nhà nó. Thành ra nó hỏi nó muốn tận á. Dạ. Cái anh đó anh có chơi Facebook rồi nội. Có trên mạng á. Mà không biết là cô Hoàng có chơi Facebook không. Chỉ cần cho ảnh cho cổ cái nick Facebook của anh này. Là tự động là cô, ví dụ cô Hoàng mà có muốn liên hệ nữa thì chỉ cần nhắn tin ảnh trên Facebook là xong à. Dễ lắm. Bọc bằng. Mai cô ba hỏi có số điện thoại không. Dạ. Đó, anh hai có ghi số điện thoại không. Số điện thoại anh hai có nè. Ngồi cổng cưới á, ai cũng khen hết trơn rồi. Quá đẹp. Cổng cưới làm đẹp quá. Thôi là vì bạn với cha con gì ở trong phòng cũ. Tóc ba. Tóc ba lên. Khi ăn cổ. Con xong hả? Lại ăn thêm đi. Ăn ít chưa? Con ăn được là nhiều lắm rồi đó. Cổng cửa để ngoài xuống lại làm. Anh này nét đầy ta. Cổ. Cú hả? Just kidding. Cổ. Anh nói lại cho nội nghe. Hả? Anh nói lại cho nội nghe. Anh nói nội nghe. Cái này là cổ của con. Cổ. Dịch nó cũng có
Không nhớ, không nhớ nội. Bữa nội mắc cười lắm, ảnh ăn con gà nội à. Cái sau ảnh ăn cái cần cổ á, cái ông nói trời à, nãy giờ anh ăn cu gà. Cái anh cỏ gà là nói cu gà á. Dạ. Cần cổ mà ông nói là cu. Cái con hỏi anh chứ vậy là cái nãy gì anh, em hỏi lại anh biết cái nãy gì không, anh nói cu cu, anh nói hoài luôn. Cái con nó không phải là gần cổ, cho nên là bây giờ anh biết rồi đó. Chứ bữa anh kêu cổ là cu không à. Đúng không? Đúng rồi. Mà đó là khoa cư hiểu không? Ăn cơm nhiều. Lo, 1, 2, 3, 4. Gì cũng vậy, anh khoái ăn cơm trộn chúng hả? Sợ thêm cháo không? Không, chúc bạn chừng muỗng cơm. Vô bao? Mời ăn cháo không? Múc cho nội cơm nha. Thì chừng muỗng canh thêm nha, đừng giá ra ăn nổi rồi. Anh lấy cái muỗng. Cái đó cũng được. Bao nhiêu vậy? Nhiều đó dạ. Nhiều đó cũng nhiều. Nhiều miếng nữa đi, chút nữa. Hôm qua gì rồi? Ôi trời ơi. Không sao, it's ok. Hôm qua bà ăn 2 miếng bánh hỏi rồi thôi luôn. Bây giờ luôn nè, chưa có cơm à. Ừ, bánh hỏi rồi, em cứ bánh dỗ gửi. Dạ. Ô Bèo ơi, ô Bèo một lát có ăn cơm là có thịt khô nè. Mùi người có cơm nghe không? Còn này thịt vịt nè. Đây nè, đây con cắt cái đó cho. Về nói chứ để chở Út với Suka đi ăn gà rán. Anh Huân á. Ừ. Hôm bữa con ăn gà rán. Con Diễm ảnh gì đây, nay thấy cưng lắm con. Dạ. Con bảo hết sợ gì một lần nữa. Dạ, tại đi cùng hết lần. Dạ. Nó cưng ha. Ừ. Đi làm rồi. Dạ. Để ở nhà nội nó giữ. Dạ. Chí giờ chơi lâu nội? Chơi lắm, định vỗ con mặt lại. Dạ. Ngon mà. Ngon rồi ăn, ăn rồi ngon nữa. ăn có dưa nha, cắn nó cấp luôn. Dạ. Mấy lâu ngon. Hôm bữa nè, cậu với anh Huân đi Sa Pa. Mà Sa Pa trời lạnh lắm kìa. Anh nhớ không anh? Hôm bữa mình đi Sa Pa á. Trời lạnh. Mà đồ ăn ở Sa Pa không được ngon nè. Không phải không được ngon mà không hợp khẩu vị với con anh Huân. Đồ ăn ở chỗ người ta để nhiều cái mùi á nội. Quế rồi xong rồi cái bông mà bông đó là bông quế hay gì con không biết nữa. Bông mà ngũ vị hương á nội. Ta mỗi lần lên nấu là để mấy bông nó vô. Bông quế. Dạ. Ôi quá trời luôn. Cái xong rồi mùi nhiều quá, cái con anh Huân ăn thấy không ngon. Cái hai đứa đói. Cái nhớ nhà. Anh ăn cơm thịt to hả? Có rau sống đây nè. Ngon lắm. Ai nói anh Huân ăn ăn à? Thối xuyên trai vậy? Tập trung ăn. Tập trung cắm thì món ngon nhất Việt Nam. Dạ. Anh nói anh đang tập trung ăn cái món ngon nhất Việt Nam. Là món gì? Nói món này. Anh nghĩ là ở ba nội không đông. Hai thịt khoai là sống rồi. Tết mình gì cãi chẳng cắm nào. Mọi vừa này mà ăn. Con tính là trước khi đi con làm kim chi nè. Kim chi mình của nội đó nội. Năm nào không làm, năm nay là làm trước khi đi. Làm kim chi xong rồi kim chi Hàn Quốc nữa. Hai loại luôn. Mình thích đùm đùm quá rồi. Rồi nó chịu thôi. Không có. Con làm kim chi để nhà mình ăn á. Như mỗi năm vậy á. Làm cũng lâu lâu. Mình nội chỉ con làm nước nha. Nhờ mình ăn bao nhiêu không? Nội chỉ con làm nước chấm nha.
nước nước rễ nước hôm rồi con nấu vậy rễ vậy vừa lạnh đã cả tháng còn nữa ừ. Ừ. Còn đúng muối đúng đường là nó hết rồi nó mất rồi đợt rồi hình như con thấy hơi ngọt đó nè ừ. Đây cho nên năm nay nó đợi để làm lại ừ. Bớt lại ừ. Bớt đường rồi. Mình nói với nội xong. Mình làm kim chi các bạn ơi. Làm kim chi mà kim chi đó gọi là kim chi gì nè. Kim chi gì chỉ bắp cải cải đỏ gần cái đó là kim chi của Trần Gia. Gia đình họ Trần. Tức là nội làm bắp cải trắng với lại củ cải đỏ cắt bông 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 cái ngâm với giấm đường là ra kim chi đó các bạn. Thì năm mỗi năm mà mình đều làm thì năm nay mình đi săn hàng thì bây giờ mình về mình vẫn làm để nhà ăn với lại làm thêm kim chi của kim chi Hàn Quốc ừ. Có bột ngọt không? Dạ có Hàn Quốc cờ quá ừ. Ủa vậy là làm xong cái máng tối luôn chưa nội? Điện thoại lâu rồi làm xong thấy tối nhậu hết nội ha ừ. Nhưng mà được cái máng đã cái năm nó màu vàng rồi mà bạn không có con vàng hết nó đẹp luôn con chạy tủ lạnh lấy bà cố ly nước con ừ. Con nước đá đá uống đâu được nước nóng mà nội nước trà nội nước ca nước ca con ngón cho bà cố ly nước trà con con đi đường kia kìa đi đường kia rộng không sao đâu con đang dưỡng eo mà con rất là ốm chưa qua được con gói cho bà cố đi chùm này bể rất bình đó con với mày cần cá có được thôi cá lại thì được ủa cái ba năm ngàn ký mấy chục đó hả mấy chục hôm kia bán 40 rồi đưa đây chạy về đóng cửa đi để ngoài chứ không có cửa ngoài nào gì lắm. Xin chào các bạn, thì nãy giờ cả gia đình mình ăn xong rồi tới đây thì mình xin kết thúc video nha các bạn. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Cảm ơn, bye bye. Bye bye nội, bye bye mọi người nội.